Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với cả channel của mình ngày hôm nay các bạn nhớ. Hôm nay thì anh em mình chúng ta sẽ tiếp tục là quay trở lại với gọi là bàn gọi là tài xỉu cũng rất là được anh em chúng ta gọi là chú ý đúng không anh em? Thì đây là bàn gọi là tài xỉu MD5. Nhưng mà theo cái phiên bản gọi là truyền thống. Anh em nhớ. MD5 nhưng mà lại theo cái phiên bản truyền thống anh em ạ, chứ không phải là phiên bản bình thường các bạn ơi. Đó, thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho anh em như thế này. Bàn MD5 này ấy, thì nó bị nó được một cái là nó sẽ nhanh hơn so với cả những cái bàn MD5 bình thường anh em ạ. Có nghĩa là ví dụ như là bàn MD5 thông thường của anh em mình ấy, chúng ta sẽ là khoảng là 60 giây. Thì cái bàn MD5 này ấy, thì nó cũng có thể gọi là MD5 siêu tốc anh em ạ. Bởi vì nó chỉ đâu đó khoảng hơn 20 giây thôi. Để chơi anh em. Và cách chơi như nào để chúng ta có thể chiến thắng được cái bàn MD5 gọi là siêu tốc này ấy. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà để chúng ta đánh chọn ô chuẩn các bạn nhé. Cũng như là sẽ là suất lời và hiệu quả anh em ạ. Chắc chắn rồi, việc ưu tiên là điểm lời thì vẫn là một trong những cái mà chúng ta vẫn luôn luôn là đồng hành cũng như là cần thiết. Ví dụ như ở đây này, các bạn thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái dạng cầu cân, ví dụ như là 22, 22, 313 đúng không? Có, cũng có thể gọi là cân được. Thì anh em nhớ này, các bạn chỉ cần đánh từ 2m thôi, được chưa? Anh em mình chúng ta chỉ cần đánh nhẹ từ 2m thôi, xong rồi chúng ta mình sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta để vào vốn anh em ạ. Đó, anh em cứ đánh từ 2m gọi là nhẹ nhẹ thôi, đúng chưa? Thứ nhất này, các bạn thấy rằng là đối với cả gọi là những cái dạng gọi là MD5 gọi là siêu tốc rồi này, thì các bạn thấy rằng là gì? Sau những cái tiếng cầu 3, 1, 2, 1, 2 thì nó sẽ là những tiếng cầu 1, 1, 2, 1, đúng không? Như ở phía trước của nó này. Thì anh em đánh tiếp mình là 4 này, được chưa? Anh em dựa vào đây này, trước của nó, anh em mình dựa vào cái mặt trước của nó nhá. Nó có những cái dạng cầu như kiểu cầu 22 và cầu 1, được chưa? Rất là hay đối nhau anh em ạ, những cái dạng cầu mà bằng bằng này rất hay đối nhau luôn. Đó, anh em đánh thẳng ôm vào xỉu giúp mình, được chưa? Anh em chấp nó 3 tay luôn. Đó, nói thẳng ra là mình chấp nó 3 tay luôn anh em ạ, không cần phải gọi là bàn cãi nhiều anh em ơi. Mình chấp nó 3 tay luôn, mình đánh liên tục anh em ạ. Được chưa? Tay trước là 2, tay sau là 4 thì tổng là 6 đúng không? Tiếp. Chúng ta sẽ lên 8 hoặc lên 9 luôn, ok anh em ơi. Đó, chúng ta lên 8 hoặc lên 9 luôn cũng ok. Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh lại những cái thằng cầu ở phía trước của nó. Từ giờ có cầu 22 thì cũng phải có cầu 11 đúng không anh em? Đấy. Có cầu 22 thì cũng sẽ lại phải có lại cái thằng cầu 11 anh em ạ. Chúng ta đánh lại luôn cái thằng cầu phía trước của nó, đúng chưa? Anh em thấy đúng không? Đúng cầu 11 và cầu 22 ở đây không? Đây cũng thế này. Đây nó còn trả hai cầu 11 cơ. Đó, mình nhá, lại chuyển sang bên này này. Mình bắt theo cái thằng cầu của nó là hai cầu 11 ở trước này đúng không? Anh em phải nhớ cầu các bạn nhá. Anh em nhất định phải nhớ cầu, anh em mình gọi là nhất định phải nhớ cầu nhá. Nhất định phải nhớ cầu, nhất định phải nhớ cầu này, 22 này đánh tiếp luôn. Cứ đánh tầm khoảng 3 con xong lại gọi là thay đổi anh em ạ. Đó, cứ đánh ba tay thôi các bạn ạ, anh em đánh thoải mái. Hai tay về được rồi thôi, đúng không? Ví dụ như ba tay nó về ấy, thì không làm gì. Nhưng mà hai tay mà về rồi ấy, thì thôi anh em ạ, đánh cầu 22 luôn cũng được. Được chưa? Nhưng mà hoặc là anh em chơi bẻ cũng được. Nếu như mà nào mà thích là theo cầu khuôn ấy, được không? Thì các bạn đánh theo cầu. Nhưng mà mình khuyên anh em nhé, là các bạn vẫn sẽ, nếu các bạn đánh ở bàn siêu tốc này, thì anh em luôn luôn là đánh ba tay. Và mỗi tay, mỗi bên gọi là ba tay giúp mình. Để gọi là thứ nhất là nó ra nhanh. Anh em có nhận không? Cái tay siêu tốc này nó ra nhanh các bạn ạ. Đó, bạn nào mà theo cuối hay là đi. Cuối tôi đánh gọi là ba tay dài rồi, mình quay lại đánh ba tay xỉu nữa là đẹp anh em ạ. Đánh đến khi nào ba tay này không ăn thì sang ba tay kia. Kiểu gì thì kiểu cũng sẽ phải ăn anh em ạ. Nhá. Kiểu gì thì kiểu cũng sẽ phải ăn, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ phải ăn anh em ạ. Được chưa? Ví dụ như đây nhá, nó ra xỉu rồi đúng không? Mình đánh ấy bắt đầu này. Lại ba tay dài tiếp. Và các bạn nhớ là nếu như mà cầu 22 ấy mà đi với kẹp cầu 11 ấy thì các bạn nhớ là nó có bệt đấy các bạn nhớ. Anh em còn là để ý nhá, ví dụ như là ba con này ừ, nhưng mà bệt tính em mình ba con này ba con kia mình vẫn quay lại đánh bệt mà đúng không? Nếu mà trường hợp mà anh em mình chúng ta gặp là cái cầu 22 và cầu 1 mà nó đi xen vào ấy thì cũng phải gọi là tính các bạn ạ, được chưa? Cũng phải tính các bạn ơi, cầu 22 mà đi xen vào cầu 1 thì cũng phải tính đấy.
Bởi vì là 22 cộng 11 thì nó rất là dễ gọi là đi liên tục bệt thì các bạn. Rất là dễ đi liên tục bệt. Ăn thì các bạn cứ đánh 2 giúp mình. Còn không ăn thì anh em lại đánh 4 nhá. Đây dài này này. 22 kết hợp 11 thế này, tía lại ra bệt cho mình xem. Bây giờ mình cứ nằm ở bên tài đi. Được chưa? Bây giờ mình cứ nằm ở bên tài đi. Đó, vốn nhiều mà anh em ơi, vốn nhiều anh em mình gọi là thoải mái, chúng ta gọi là vừa đánh vừa chia sẻ anh em ạ. Được chưa? Vốn nhiều gọi là thoải mái, gọi là vừa đánh vừa chia sẻ các bạn ạ. Ừ, rồi, rất là nghi nhá. Xong cầu 22, xong cầu 11 rồi, rất là nghi các bạn nhá. Nhưng mà mình vẫn phải đánh thêm một tay nữa anh em ạ, không sao. Vẫn rất là nghi nhá. Bây giờ mà hết cầu ngắn là nhảy sang cầu bệt luôn này. Được chưa? Bây giờ mà hết cầu ngắn là nhảy sang luôn cái cầu bệt này. Ừ, rồi, đấy, chính là cái điều mình nói này. Cái việc mà cầu 22 và cầu 11 nó ghép vào nhau thì nó cực kỳ gọi là dễ ra một cái tiếng cầu gọi là cầu bệt anh em ạ. Anh em thấy không? 22 với cả 11 nó ghép với nhau kiểu gì cũng ra một cái cầu bệt. 22 11 mà đi kẹp với nhau kiểu gì cũng ra một cái cầu bệt. Anh em thấy chưa? Đúng bốn tay chơi anh em. Đấy. Mình nói có sai đâu anh em, đây này. 22 mà đi kẹp với cả 11 kiểu gì cũng ra cầu bệt anh em ơi. Không sai đi đâu được, không sai đi đâu được anh em ạ. Đó, đấy là thì các bạn chú ý nhá. Là đối với những cái dạng gọi là MD5 siêu tốc ấy thì anh em nên đánh như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn nhớ là cái chuỗi mà mình chia sẻ với anh em là 22 mà kẹp 11 thì nhớ là nó thật sự ra bệt đấy các bạn ạ. Còn bệt bao nhiêu tay hay không ấy thì do anh em nhá. Theo bệt hoặc là chúng ta gọi là bỏ bớt bệt anh em ạ.